Chuột Logitech MX Anywhere 3 là dòng sản phẩm thiết kế dành riêng cho dân văn phòng, những người dùng đề cao tính hiệu quả trong công việc. Thiết kế gọn nhẹ, giúp bạn dễ dàng mang đi mọi nơi chỉ bằng cách đúc gọn một góc trong túi sách. Sở hữu nút cuộn chuột MaxSpeed thế hệ mới cho khả năng cuộn nhanh 1.000 dòng trên giây. Nút cuộn này sở hữu hai chế độ là cuộn từng dòng và cuộn liên tục, có thể dễ dàng chuyển đổi thông qua nút bấm ngay bên cạnh. Hông tay cầm làm bằng silicon giúp bạn luôn cảm thấy mềm mại khi chạm vào, mang lại cảm giác làm việc tối ưu. Mắt cảm biến Duckfeel có độ chính xác cao, hoạt động được ở nhiều bề mặt khác nhau, ngay kể cả trên mặt kính. Pin lithium được tích hợp bên trong, Anywhere 3 cho thời lượng sử dụng cực kỳ ấn tượng lên tới 70 ngày. Chưa có thể được sạc lại thông qua cổng USB Type-C, ngoài ra thì sản phẩm này cũng sở hữu tính năng sạc nhanh, cho phép chuột có thể được sử dụng liên tục 3 tiếng chỉ với 1 phút sạc. Sản phẩm được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 12 tháng.